Thưa quý vị, sau hơn 14 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, và hôm qua, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc mới tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, các biện pháp phòng chống dịch đã được ngành y tế và địa phương nhanh chóng triển khai. Ca bệnh ghi nhận tại phường Tân Chính là trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, trú tại số 259 Lê Duẩn, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh này, địa phương đã tiến hành khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và khu dân cư xung quanh. Các lực lượng liên quan tiến hành tổ chức phong tỏa, triển khai lấy mẫu diện rộng ở khu vực này. Qua đó và tiến hành truy vết, phân loại các F1, F2. Theo đó thì đã tiến hành truy vết và phát hiện ra được 25 F1 ngay trong đêm hôm qua. Tiến hành phong tỏa ở cái khu vực lân cận và đồng thời lấy 109 mẫu đối với 109 người và mẫu gộp cho các hộ gia đình là 23 mẫu ngay trong tối hôm qua. Sáng nay là tiến hành xét nghiệm và phát hiện test nhanh và phát hiện một trường hợp dương tính tại 18 đào chỉ từ. Thì hiện nay địa phương ngay trong trưa nay thì cũng đã tiến hành các biện pháp và tiến hành phong tỏa, đang tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở khu vực này để có cái sàng lọc. Qua truy vết và lấy mẫu xét nghiệm thì đến nay đã có 5 trường hợp F1 của bệnh nhân nói trên xác định mắc COVID-19. Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, nhà số 259 có tổ chức đám tang. Vì vậy, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, địa phương thông báo khẩn đến các tổ chức cá nhân được biết và đề nghị người dân đã từng đến viếng đám tang tại địa chỉ và thời gian trên nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.